chào quý vị, chào các bạn và các em thân mến. Chắc nhiều người biết đến Thanh Trạch, mảnh đất bên bờ Nam Cửa Danh, lũy thép kiên cường của thời đánh Mỹ. Nơi đây còn ghi dấu bao đau thương mất mát, bao chứng nhân lịch sử qua bao cuộc trường chinh gìn giữ đất nước, cùng với những con người mang trong mình dòng máu của một dân tộc anh hùng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vùng đất Nam Cửa Danh này với những trang sử vàng giàu truyền thống. Nếu ai có dịp xuôi theo dòng sông Danh, qua cầu Danh về cửa biển phía Nam Cửa Danh là quê hương Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Trên đường Thiên Lý Bắc Nam, theo quốc lộ 1A, từ thành phố Đồng Hới đi ra Hà Nội, qua đèo Lý Hòa, nhìn về phía Bắc là cả một miền quê trù phú, có bãi tắm đá nhảy, nên thơ kỳ vĩ. Với những nhà nghỉ, khách sạn, những hàng dương xanh ngắt, như một tấm thảm nhung dài vô tận. Xe cổ lên đèo, xuống đèo, như một bức tranh của phố phường thời hiện đại. Theo đường quốc lộ 1A, từ ngoài Bắc qua đèo ngang, qua cầu Danh, gặp nhánh sông Rào Chùa bên kia cầu Thanh Ba, là những dãy nhà cao tầng san sát, như một thành phố nhỏ, soi mình xuống dòng sông xanh, thuyền bè tấp nập. Đó là hai thôn Thanh Khê, Thanh Vinh, trải dài về tận ngã ba Cảng Danh. Chạy về đèo Lý Hòa là thôn Tiền Phong và thôn Đá Nhảy. Những tên đất, tên làng của xã Thanh Trạch, đơn vị vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2015. Thế hệ bây giờ, thế hệ mai sau, trong nhung lụa của phố phường sôi động, những tòa nhà cao, những con đường rộng, tấp nập những đoàn xe hối hả ngược xuôi. Tàu thuyền nhộn nhịp trên sông, biển gọi bình minh vui đón những sáng mai hồng. Phố chợ ồn ào như hồi xuân rộn rã. Có ai nghĩ rằng nơi đây, mảnh đất này một thời chiến trường máu lửa, một lũy thép kiên cường qua đạn réo bom rơi,